Ban muốn ban nghiên cứu và phát triển tư nhân ra đời trong một cái thời điểm mà chúng ta đang triển khai thực hiện hết sức quyết liệt nghị quyết trung năm của 12, đó là kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển kinh tế. Đó là mục tiêu của chúng ta, là chúng ta phải phát triển làm sao cũng đạt mục tiêu về phát triển kinh tế vĩ mô, đó là mục tiêu tăng trưởng GDP của năm 2017 là 6.5%. Thế và mục tiêu của 2018 là tăng trưởng từ 6.5 đến 6.7%, trong đó tư nhân là đóng vai trò hết sức quan trọng. Như vậy cái ban tư vấn kinh tế của Thủ tướng sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tư vấn của cải cách của chúng tôi để có một sự kết nối và tham mưu cho chính phủ Thủ tướng. Ban 4 thì cũng chỉ có 6 người, cũng không có thể nào làm nhiều việc được. Thế thì mình phải chọn rất là kỹ việc nào mình làm và việc nào mình không đủ sức mình làm, nhưng mà cố gắng đã làm thì làm đến đầu đến đũa. Thì chúng tôi chọn nguyên tắc, tức là ngoài cái chuyện là đấy là thực tiễn của các doanh nghiệp thì phải xem cái gì doanh nghiệp bức xúc nhất, tức là phải chọn trong hàng trăm vấn đề thì chúng ta lấy 3 cái vấn đề mà đông người cho là quan trọng nhất, làm sao tháo gỡ các rào cản, đông doanh nghiệp vướng nhất, khổ nhất, mất thời gian nhất, mất cơ hội nhất, mất tiền nhất là gỡ trước. Cái thứ hai đó là chúng tôi đã hứa với Thủ tướng là bằng cách này cách khác thì để cho cái vai trò của doanh nghiệp tư nhân từ 40% đóng góp cho GDP thì phải lên được 60%. Chúng tôi nhìn đấy, vào cái lúc thời điểm này đó thì những cái việc này rất là quan trọng. Một là khởi nghiệp sáng tạo, hai là cách chủ động đối phó với cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và cũng không phải trong tất cả mọi lĩnh vực của chúng tôi muốn tập trung vào ba cái lĩnh vực mà Việt Nam có cái sức mạnh rất lõi, rất muốn bàn với các anh trong ba lĩnh vực ngoại. Một là chúng ta nông nghiệp, chúng ta có khả năng vượt trội lên. Hai là du lịch, và có cái lợi thế tiềm năng thiên nhiên và văn hóa con người lịch sử. Và cái thứ ba đó là công nghệ số, tức là công nghệ thông tin. Bây giờ tất cả cái mà Việt Nam tạo những cái sức bật lớn, thách thức thì cũng rất nhiều, thì rất là mong tất cả các anh các chị ngồi đây, tôi biết là các anh các chị đều có rất là giàu trí tuệ và năng lực, có thể hỗ trợ chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn. Ban 4 sẽ dựa vào cái cộng đồng doanh nghiệp tư nhân. Đầu tiên á, là họ sẽ là cái nguồn phát cái tín hiệu, mà cái tín hiệu quan trọng nhất họ phát ra đó là cơ chế kinh doanh của chúng ta đang gây những khó khăn gì cho chính họ. Chỉ có doanh nghiệp tư nhân mới nói chính xác. Phải nói rằng ấy, công việc không dễ dàng.